Xin chào quý vị và các bạn. 12 người chết và mất tích, hơn 400 căn nhà bị hư hỏng, gần 6.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, hàng trăm cây xanh bị gãy đổ. Những con số đã nói lên một phần sức tàn phá của cơn bão số 3 có tên quốc tế là Dianmu vừa quét qua miền Bắc nước ta. Cho đến thời điểm hiện tại, bão đã hoàn toàn tan đi, nhưng mưa lũ và ngập úng thì vẫn còn ở lại. Tình trạng này cũng diễn ra nghiêm trọng tại quốc gia láng giềng Trung Quốc. Là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của bão Dianmu hay thần sét, các tỉnh miền Nam Trung Quốc cuối tuần qua vẫn còn hứng chịu những trận mưa dai dẳng cùng tình trạng ngập úng hậu bão. Tỉnh Hainan, cực Nam Trung Quốc là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng của bão Dianmu khi cơn bão với sức gió giật tới cấp 12 tới cấp 14 này quét qua hòn đảo. Mưa lớn xối xả trong 2 ngày, thứ 5 và thứ 6 đã khiến hầu như toàn bộ quận Liên Gao của tỉnh này bị ngập úng, giao thông hoàn toàn tê liệt. Nguy hiểm hơn, mưa lớn dồn lại trong nhiều ngày đã khiến một dòng sông tại địa phương tràn bờ. Hơn 100 cảnh sát đã được cử đến khu vực để cứu trợ lũ lụt bằng cách đắp đê chống lũ. Họ đã phải dùng các bao cát đắp con đê dài 150m, cao 3m để chặn giặc nước. Trong khi đó, các khu dân cư tại huyện Jeongsan, thành phố Haikou đứng trước nguy cơ sập đổ nhà do mưa lớn liên tục. Sau đợt mưa lớn do bão Dianmu và những trận mưa lớn trước đó, nền đất đã trở nên lỏng lẻo và trơn trượt, có khả năng dẫn đến sạt lở đất và làm sụp đổ các tòa nhà. Một trung đoàn pháo binh đóng quân tại Hainan đã được triển khai đến cứu trợ hàng trăm cư dân đang bị mưa lũ đe dọa đến tính mạng. Theo thống kê, khoảng 800.000 người dân tại tỉnh Hainan, Trung Quốc đã phải di rời khẩn cấp và gần 1.000 ngôi nhà bị mưa lũ phá hủy, thiệt hại do bão thần sét trực tiếp gây ra, ước tính khoảng hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ. Riêng tại huyện Liên Cao của tỉnh Hainan, chỉ trong một ngày đã hứng chịu lượng mưa bằng tổng lượng mưa của cả năm 2015. Mặc dù đến cuối tuần mưa đã ngớt, nhưng nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã tiếp tục khiến mực nước hạ lưu các sông dâng cao, gây ngập úng diện rộng. Nhiều nơi thậm chí ghi nhận tình trạng ngập úng sâu đến 1m, ngang bụng người lớn. Toàn bộ hệ thống tàu điện, tàu cao tốc, phà phải ngừng hoạt động. 8 điểm danh lam thắng cảnh bị đóng cửa để đảm bảo an toàn cho du khách. Hàng chục chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Mailand bị hủy hoặc trễ chuyến. Mưa lớn trước, trong và cả sau bão cũng đã nhấn chìm nhiều quận huyện, thành phố ở phía Nam Trung Quốc, khiến cho tình trạng ngập úng, sạt lở vốn đã diễn ra liên tục kể từ mùa hè tới nay càng thêm nghiêm trọng. Theo ước tính, lũ lụt khiến Trung Quốc thiệt hại 44,7 tỷ đô la Mỹ từ đầu năm đến nay. Ngoài ra, một cuộc khảo sát của trang Bloomberg cho thấy thiên tai nghiêm trọng này có thể khiến tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm 0,2% trong quý 3 năm 2016. Ngân hàng ANZ tại Hồng Kông nhận định lũ lụt sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng GDP trong quý 3, trừ khi chính phủ có những biện pháp kinh tế để bù đắp thiệt hại này. Tháng 7, tháng 8 cũng là thời kỳ cao điểm mùa mưa ở các nước Nam Á, với hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam. Ấn Độ là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng này. Mưa gió mùa là chuyện năm nào cũng xảy ra ở Ấn Độ, nhưng diễn biến phức tạp của mùa mưa bão 2016 cùng với sự bị động của chính quyền và người dân đã biến mưa lũ trở thành thảm họa với hàng triệu người ở đây. Miền Đông Ấn Độ, tháng 7 năm 2016. Và một tháng sau, vẫn tiếp tục ngập trong lũ. Không chỉ các bang miền Đông, mà hầu khắp Ấn Độ đều hứng chịu những trận mưa lớn gây lũ lụt và ngập úng diện rộng suốt 2 tháng 7 và 8 này. Tại bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, cuối tuần qua, nước sông tràn bờ đã nhấn chìm các làng mạc và khu dân cư dọc bờ sông. Người dân khu vực phải lội nước sâu đến đầu gối, nhưng lũ lụt không phải là vấn đề duy nhất với người dân ở đây. Chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Tất cả mọi thứ đều đã bị nhấn chìm xuống sông, không hề có thức ăn, nước uống hay thuyền đi lại. Chúng tôi không biết phải làm gì. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại thành phố Mirzapur thuộc bang miền Bắc Uttar Pradesh của Ấn Độ. May mắn hơn là nhiều người thuộc các vùng trũng thấp ở đây đã chạy tới nơi an toàn hơn. Nước đã tràn ngập khu vực này trong 3 ngày qua, tất cả đều ngập trong dòng lũ. Tất cả các loại cây trồng đều đã bị phá hoại, nước lũ đã bắt đầu tràn vào cả nhà ở của chúng tôi. Còn tại bang miền Trung Madhya Pradesh, con sông Sipra vẫn đang trong trạng thái báo động lũ, khiến nhiều khu dân cư thuộc quận Ujjain bị ngập úng. Đáng ngại hơn, mưa lũ, ngập úng đẩy hàng nghìn người vào cảnh vô gia cư, dẫn tới tăng nguy cơ mắc các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt xuất huyết, sốt rét. Mùa mưa là điều kiện sống còn với nền kinh tế dựa vào nông nghiệp của Ấn Độ. Tuy nhiên,
diễn biến phức tạp của khí hậu và sự bị động của chính quyền cũng như người dân đã khiến những cơn mưa dài hạn trở thành thảm họa thực sự. Suốt 2 năm vừa qua, phần lớn Ấn Độ chịu chung tình cảnh nắng hạn nghiêm trọng. Chỉ mới tháng 6 vừa qua, lượng mưa vẫn còn thấp hơn 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Năm nay, mùa mưa đến chậm một tuần đã khiến sản lượng của một loạt các cây trồng vụ hè như bông gạo, đậu tương và mía đường giảm gần 24%. Tuy nhiên, khi những cơn mưa xối xả chút xuống vào tháng 7 và 8, nắng hạn lại được thay thế bởi lũ lụt và ngập úng. Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo lượng mưa năm nay sẽ cao hơn trung bình sau khi 2 năm hạn hán liên tiếp tàn phá mùa màng và khiến khu vực nông thôn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc tận dụng lợi ích từ mùa mưa nhiều và kéo dài này lại phụ thuộc vào yếu tố con người. Mưa lũ đang tàn phá nghiêm trọng đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp tại các quốc gia đang phát triển ở Nam Á. Tuy nhiên, ngay cả các nước phát triển, thậm chí siêu cường cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Mỹ là một ví dụ. Vừa mới ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Louisiana, nhà chức trách Mỹ lại tiếp tục phải đối mặt với một trận lũ khác xảy ra tại bang miền Tây Texas, nơi hứng chịu lượng mưa lớn kỷ lục. Sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 8, người dân thành phố Austin, bang Texas của Mỹ bất ngờ thức dậy khi thấy dòng lũ ào ào quét qua các con đường, cầu cống. Trận mưa kỷ lục vào đêm trước đó đã khiến nước dâng cao và gây lũ quét bất ngờ. Theo báo cáo sơ bộ, giới chức địa phương đã may mắn cứu sống được một số người bị nước cuốn. Giao thông cuối tuần bị đình trệ vì nhiều phương tiện không thể di chuyển qua những con phố ngập nước. Cảnh báo lũ được duy trì cho đến tối Chủ nhật theo giờ địa phương. Trong khi đó, Nhật Bản đón tuần mới với những cơn mưa lớn do bão Midun gây ra. Hàng loạt tuyến đường bị ngập úng khiến dịch vụ tàu điện bị đình trệ và các hãng hàng không phải hủy bỏ hàng trăm chuyến bay. Cơn bão chưa mạnh mới chỉ nằm ở mức thấp nhất trong thang bão của Nhật Bản, nhưng nó đã gây mưa lớn với lượng mưa hơn 100mm chỉ trong vòng 1 giờ tại Tokyo và nhiều khu vực lân cận. Đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin có hơn 10 người bị thương do cơn bão. Bão Midun có nghĩa là bồ công anh, theo tiếng Hàn Quốc, là cơn bão thứ 9 trong mùa mưa bão năm nay, đổ bộ vào thành phố Tateyama, gần thủ đô Tokyo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo mưa lũ lớn ở khắp 23 khu vực thuộc trung tâm Tokyo. Rất nhiều du khách bị trễ chuyến do ảnh hưởng của mưa bão. Tôi đến đây trước 9 giờ sáng, tôi đã chờ đây suốt 3 giờ rồi. Chuyến bay của tôi bị hủy bỏ mà không có kế hoạch trước đó. Tính đến trưa thứ hai, hơn 400 chuyến bay nội địa từ Haneda và Narita đã bị hủy bỏ, với hơn 60.000 hành khách bị ảnh hưởng. Khép lại những trận mưa bão ở Mỹ và các nước châu Á, phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với quốc gia Nam Mỹ Brazil với cơn mưa nhiệt đới tại sân vận động Maracana. Thưa quý vị, sau hơn 2 tuần với những màn tranh tài sôi động và những kỷ lục liên tiếp được thiết lập, vào sáng nay theo giờ Việt Nam, Olympic Rio 2016 đi đến hồi kết bằng buổi lễ hoành tráng mang đậm chất văn hóa Brazil. Như vậy, vượt qua sự bất ổn chính trị, các mối lo ngại về an ninh, nguy cơ khủng bố, dịch bệnh Zika hoành hành và tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kỳ Olympic 2016 do Brazil đăng cai tổ chức đã diễn ra thành công. Đúng như lời hứa của đạo diễn Rosa Magalhães, vào 6 giờ giờ Việt Nam, buổi lễ bế mạc đã mang đến cho các khán giả đầy đủ những hình ảnh đặc trưng của lễ hội đường phố nhiều màu sắc bậc nhất thế giới. Tại sân vận động Maracana huyền thoại, ca khúc Who's Life Is Anyway do Mai Marchand trình bày được chọn làm bài hát mở màn cho lễ bế mạc. Đến dự buổi lễ bế mạc, không thể thiếu sự góp mặt của các quan chức IOC, những người đứng đầu trong ban tổ chức Olympic 2016 có thể hài lòng về một kỳ Olympic khá thành công của nước chủ nhà, dù còn đó những bất cập xung quanh công tác tổ chức và tình hình an ninh chính trị. Rio đã thành công rực rỡ khi tổ chức Olympic 2016. Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người và gửi lời chúc tới Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Trong 16 ngày qua, bằng sức sống mạnh mẽ, một Brazil đoàn kết đã truyền cảm hứng cho cả thế giới, vốn đang trong thời khắc khó khăn. Nước chủ nhà Brazil năm nay đã mang khá nhiều âm nhạc cho buổi lễ bế mạc Thế vận hội mùa hè 2016. Những giai điệu nồng nàn bùng cháy do các ca sĩ Marisa Monte, João de Barro, Noel Rosa và dàn nhạc Spock Revo Okecha trình diễn đã giữ chân mọi khán giả thật lâu. Sau phần diễu hành của các đoàn là màn trình diễn đầy áp sức mạnh công nghệ từ nước chủ nhà Nhật Bản của kỳ Thế vận hội 4 năm sau nữa.
trong trang phục của nhân vật trò chơi điện tử nổi tiếng Super Mario. Thủ tướng Nhật Bản đã khiến lễ bế mạc thêm độc đáo. Người đại diện cho quốc gia Đông Á này cũng muốn thể hiện rõ quyết tâm đã sẵn sàng cho Thế vận hội 4 năm sau sẽ được tổ chức tại thủ đô Tokyo. Trong cơn mưa tại Rio, ngọn lửa Olympic bắt đầu được hạ xuống. Ca sĩ Marianne de Castro xuất hiện dưới một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp cùng với một dàn nghệ sĩ nhảy disco trong các bộ tuxedo bắt mắt. Và điều mà rất nhiều người mong đợi cũng đã tới, phần trình diễn hóa trang mang tên Carnival, một trong những nét nổi tiếng nhất của đất nước Brazil. Sau gần một tháng tranh tài, Olympic Rio đã khép lại với ngọn lửa thiêng trên đài đuốc tắt dần, nhưng đồng thời mở ra một hành trình mới trong 4 năm nữa để tất cả lại hội về Tokyo. Mặc dù trời mưa và gió mạnh xuất hiện ngay trước lễ bế mạc Olympic Rio 2016, nhưng thời tiết xấu cũng không làm giảm đi sự phấn khích của các cổ động viên và các đoàn vận động viên tham dự Thế vận hội năm nay. Thậm chí sau khi buổi lễ kết thúc, người dân Brazil và khách quốc tế đã đổ ra đường để ăn mừng sự thành công của một kỳ Thế vận hội. Và với nhiều người hâm mộ thể thao thì đây quả là một kỳ Thế vận hội đáng nhớ với đầy ắp sự kiện. Với nhiều người dân Brazil, đây có thể được coi là kỳ Thế vận hội vô cùng thành công, bởi trước đó nước này đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Chủ nhà Brazil bên cạnh vinh quang được đăng cai còn gặt hái những thành công to lớn về mặt thể thao. Trong 7 chiếc huy chương vàng đạt được, người Brazil hân hoan hơn cả với chiến công ở môn bóng đá nam. Lúc này tôi có quá nhiều cảm xúc, tôi tự hào là người Brazil quá tuyệt vời. Thật là một kỳ Thế vận hội tuyệt vời, chúng tôi rất tự hào vì được cống hiến cho kỳ Thế vận hội và giúp sự kiện này thành công. Trong khi đó, với những cổ động viên nước ngoài, buổi lễ bế mạc đã vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Cảm xúc thật tuyệt, tôi đến đây để xem vận động viên Mỹ, Iran thi đấu. Quá tuyệt vời, tất cả các đội đều thi đấu rất tuyệt. Chúng tôi vừa có kỳ nghỉ tuyệt vời ở đây, vừa được xem những giải đấu tuyệt vời. Thế vận hội ở thi đấu và hạ tầng cũng như an ninh, nhưng Olympic 2016 cũng đồng thời gặt hái những thành công to lớn về mặt thể thao. Có lẽ những người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới sẽ nhớ mãi những kỳ tích vô tiền khoáng hậu được thiết lập với tấm huy chương vàng thứ 23 của siêu kình ngư Michael Phelps. Trọn bộ 9 huy chương vàng của cự ly tốc độ qua 3 kỳ Thế vận hội của tia chớp đen Usain Bolt. Màn độc diễn trên sàn đấu thể dục dụng cụ của vận động viên da màu 19 tuổi Simone Biles. Hay vô số bất cập trong công tác tổ chức của chủ nhà Brazil trước và trong thời gian diễn ra Olympic cũng nhanh chóng được khắc phục dù chưa thật sự trọn vẹn. Hoặc đó là lời phàn nàn của các đoàn Australia, Anh, Nga. Mà hài hước nhất phải là câu chuyện ngụy tạo về một vụ cướp có vũ trang từ kình ngư Mỹ Ryan Lochte. Hay 10 tuyển thủ Australia bị cảnh sát tạm giữ, phải nộp phạt hàng chục nghìn đô la Mỹ do làm giả thẻ ra vào để xem đồng đội thi đấu. Nhưng đó cũng có thể là những màn cầu hôn ngọt ngào, lãng mạn, thậm chí là nỗi đau của các vận động viên khi bị chấn thương. Tuy nhiên, tất cả rồi cũng lùi lại cùng với thời gian, nhường đoạn kết cho những điều hoành tráng và ngọt ngào nhất. Bởi trên hết, thể thao vẫn có sức mạnh vô địch, gắn kết mọi người lại. Như vậy, một kỳ Thế vận hội với các màn thi đấu vô cùng ngoạn mục, cùng với một loạt các sự kiện bên lề đã kết thúc, nhường chỗ cho một kỳ Paralympic đã chuẩn bị diễn ra. Với thể thao Việt Nam, đây cũng là kỳ Olympic thành công nhất trong lịch sử tham dự, với một huy chương vàng và một huy chương bạc của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở môn bắn súng. Giới thể thao và người hâm mộ Việt Nam hy vọng những tấm huy chương của Hoàng Xuân Vinh sẽ là cú hích để thể thao Việt Nam được quan tâm đầu tư hơn, tạo đà cho những thành công sau này. Ngày hội tại Rio de Janeiro khép lại, nhưng thể thao thế giới và phong trào Olympic vẫn vận động không ngừng với những cuộc đua mới mở ra mà đích đến tiếp theo là Thế vận hội 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.